Bạch Thầy, làm sao có thể tu tập khi nhà Phật có nhiều pháp môn, có nhiều bộ phái mà pháp môn bộ phái nào cũng khuyên niệm giáo dục con người, vậy đâu mới là con đường tu đúng? Như vậy thì có vẻ như quý vị là người cư sĩ tại gia đúng không? Cư sĩ tại gia, quý vị làm giùm sư hai chuyện. Thứ nhất là hãy học cách trao đi, học cách yêu thương, học cách thương người, thương tất cả chúng sanh như con ruột của mình, giúp đỡ chúng sanh đó. Mình giúp được cái gì á thì mình giúp đó, biết chia sẻ, không có bỏn sẻn, sống bằng lòng hào sảng, thương mọi người như con. Làm chuyện này trước đi nha, làm chuyện này trước giùm sư. Chuyện thứ hai á, mà quý vị có thể làm là hãy giữ giới, năm giới của người cư sĩ tại gia đó. Hãy ráng giữ cái giới đó. Thì hai sự kiện này, dù cho bộ phái nào, pháp môn nào thì cũng vậy thôi, nó không khác. Đây là cái điểm chung của tất cả bộ phái trong Phật giáo. Chỉ cần quý vị làm được hai điều này á, là quý vị đã đủ để an lạc rồi. Còn nếu quý vị có thể làm được bước thứ ba đó thì nó tốt. Còn làm không được thì cứ làm hai bước kia. Bước thứ ba là gì? Đi học giáo lý giùm sư. Tại sao thiên hạ họ hỏi nhiều tới như vậy? Là bởi vì họ băn khoăn, họ thắc mắc, họ không hiểu giáo lý. Tại sao mà mình phân vân giống như là bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, lội ngược dòng hay để nước cuốn trôi? Thì do đâu? Do mình không có giáo lý. Khi mình học giáo lý rồi thì mình tự nhiên biết được cái phương pháp nào là tốt cho mình, cái nào là đúng, cái nào là sai, con đường nào đi lên, con đường nào đi xuống. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.